Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong một cái series podcast đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Thì đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện, trao đổi và chia sẻ với nhau những cái góc nhìn cũng như là những cái thông tin thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Và đồng hành cùng với mình trong DeFi Discussion tuần này là một gương mặt hết sức quen thuộc. Xin chào anh Poseidon và chào mừng anh đến với DeFi Discussion tuần này. Xin chào Nguyên và xin chào tất cả viewer của Coi68 TV và rất vui khi tiếp tục được đồng hành với anh em trong một cái series cũng rất là quen thuộc rồi, DeFi Discussion. Ok. Thì trong tuần vừa rồi á, thì nếu như mà theo dõi những cái thông tin, những cái cập nhật liên quan đến thị trường crypto giữa các cái hệ sinh thái khác nhau thì anh em chắc sẽ kỳ vọng một cái dạng nội dung mà nó mới mới hơn một xíu, tức là nó liên quan đến những cái thay đổi về hạ tầng virtual machine đồ này nọ, những cái giải pháp mới mà nó thách thức những cái hệ sinh thái nó đã gọi là nền tảng của thị trường như là Ethereum. Tuy nhiên là đó sẽ là một câu chuyện của một tập khác khi mà chúng ta dành thời gian để theo dõi đầy đủ thông tin chi tiết hơn, chúng ta có những cái góc nhìn nó khái quát hơn. Còn tuần này thì chúng ta sẽ vẫn dành thời gian để nói về cái hệ sinh thái nó được coi là cột trụ của thị trường DeFi hiện tại, và đặc biệt là cái mảng liquid staking, một cái mảng mà nó gây rất là nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây liên quan đến những cái rủi ro phát sinh từ những cái sản phẩm mới và đặc biệt là những cái đề xuất mới. Thì cái bối cảnh của liquid staking ở giai đoạn này thì chắc chắn là nó sẽ khác rất nhiều so với cái giai đoạn mà chúng ta theo dõi trong những quý trước. Thì ok, thì chắc là cái câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đi, đó là nếu như mà được list ra ba cái gạch đầu dòng đáng chú ý nhất liên quan đến cái mạng thị trường liquid staking này, thì anh sẽ chọn ba cái gạch đầu dòng đó là ba cái chi tiết gì liên quan đến liquid staking? Ok, nói chung thì liquid staking thì nếu anh em có theo dõi Coi68 TV thường xuyên thì thấy tụi mình cũng có khá là nhiều video trong cái thời gian vài tháng gần đây. Thì nguyên nhân cũng như Nguyên nói, bởi vì nó rất là đáng chú ý, và không chỉ trong hiện tại mà còn trong một cái thời gian khá dài sắp tới đây, thì mình tin rằng đây vẫn là một cái ngách nó có nhiều thứ để làm và sẽ còn phức tạp hơn hiện tại rất là nhiều. Thì để mà nói về những cái mà mình quan tâm gần đây thì có lẽ đầu tiên thì sẽ là cái việc mà liquid staking nó đang bùng nổ khá là mạnh mẽ, và không chỉ riêng ở mỗi Ethereum mà còn ở trên các cái hệ sinh thái khác nữa. Nếu như anh em có đọc cái report của Binance về cái mạng liquid staking á, thì anh em sẽ nhận thấy rằng cái tỷ lệ mà stake ratio trên các cái blockchain khác nó còn cao hơn Ethereum rất là nhiều. Ví dụ như Solana là mình nhớ đâu đó hơn 70%, Atom cũng vậy, và những cái thằng xếp sau đó là Cardano hay là Avalanche thì cái tỷ lệ stake nó cũng rơi vào đâu đó hơn 60%. Và trong khi đó hiện tại Ethereum nó mới chỉ lên quên 16-17% gì đó thôi. Thì anh em có thể thấy rằng cái thị trường staking này nó hết sức là lớn và nó cũng hết sức là tiềm năng. Cái yếu tố thứ hai mà mình chú ý đó là hiện tại thì anh thấy là các cái sản phẩm thứ cấp mà nó hỗ trợ cho cái sự phát triển của liquid staking nó cũng đã được xây dựng và cũng đang phát triển rất là nhanh, tạo ra một cái hệ sinh thái mà anh em hay được biết đến với cái từ đó là LSD Finance đó. Và nó có thể là những cái dự án cũ mà nó tích hợp cái mảng liquid staking này vào, ví dụ như là Uniswap hay là AV hay là một số cái giao thức cũ trước, hay là những cái sàn tập trung như Binance các thứ, và nó cũng bao gồm những cái dự án mới và đang có cái tốc độ phát triển khá là tốt như là Candle hay là Libra Finance hay là một cái giao thức cũng khá là mới là Asian Layer. Và cái điều đáng chú ý tiếp theo mà mình muốn nói về cái câu chuyện giữa mới và cũ này, thì nếu như mà anh em có xem cái report cũng là của một cái đơn vị khá là uy tín, đó là CoinGecko, thì TVL của LSD Finance nó đã tăng hơn 58 lần tính từ tháng 1 2023, và trong đó thì 81% cái phần tăng trưởng nó thuộc về những cái giao thức mới, tức là Asian Layer, Pendle và Libra. Thì cái điều này cho thấy rằng đã bắt đầu có một cái sự chuyển dịch, và những cái gã khổng lồ trong DeFi truyền thống ấy, có vẻ như là đang
hơi bị hụt hơi trong cái cuộc chiến của LSD Finance này, và những cái dự án mới và tạo ra những cái sản phẩm mới và nó đáp ứng trực tiếp cái yêu cầu của thị trường thì có vẻ như nó đang có một cái lợi thế khá là lớn. Và cái thứ ba mà mình muốn nhắc đến đó là về Ethereum, về liquid staking trên Ethereum, bởi vì cũng theo cái báo cáo của CoinGecko thì cái số lượng hàng chờ validated node trên Ethereum nó vẫn đang ở mức rất là cao. Và đáng chú ý là ngày 10 tháng 6 hàng chờ nó đã đạt là 96.500 ngàn người, và tại cái thời điểm đó thì những cái người muốn tham gia staking đã phải đợi khoảng 45 ngày để có thể được bắt đầu. Và tính đến cái thời điểm mà khoảng cuối tháng 8 thì vẫn có hơn 54.000 người trong hàng chờ, và với cái thời gian chờ đợi đó là 21 ngày thì anh em có thể thấy rằng staking của trên Ethereum nó vẫn chưa hề hạ nhiệt, và mặc dù là người ta đã cho rút ETH cũng như cái phần thưởng ra khỏi cái chuỗi Ethereum 2.0 rồi, nhưng mà có vẻ như là người ta vẫn muốn tiếp tục nạp vào và staking hơn là rút ra. Và đây là một cái điều mà mình nghĩ là nó cũng sẽ khá là liên quan đến những cái gì mà chúng ta sẽ nói trong cái video hôm nay. Ok, thì chắc chắn là nếu mà theo dõi cái mạng liquid staking ở đặc biệt là trên Ethereum á, thì nhiều anh em sẽ bắt gặp cái thông tin liên quan đến cái tỷ trọng mà Lido Finance họ đang chiếm giữ trên tổng lượng Ethereum đã được stake vào. Thì nếu mà theo dõi những cái nội dung từ các cái cuộc họp của đội ngũ CoreDev Ethereum á, thì anh em sẽ đâu đó nghe qua cái một cái đề xuất, nó có cái tiêu đề là EIP 7514. Thì mình sẽ không đi sâu vào những cái chi tiết kỹ thuật, nhưng mà mình có thể tóm tắt cho anh em một cái thông tin liên quan đến cái đề xuất này. Thì họ muốn là giới hạn cái số lượng validator thêm mới vào trong mỗi cái epoch. Tức là epoch là một cái đơn vị tính thời gian ở trên blockchain á, thì họ sẽ giới hạn cái lượng validator thêm mới mỗi epoch này vào khoảng là 8 validator. Tức là họ giảm cái số lượng validator xuống, và mục đích của đội ngũ CoreDev thì họ giải thích là đây sẽ là cái giải pháp để làm giảm cái tốc độ thêm mới validator vào, và từ đó nó sẽ hạ nhiệt cái sự bành trướng, tạm gọi là cái bành trướng về thị phần của Lido. Vậy thì từ góc nhìn của anh Poseidon đi, thì cái đề xuất này thì vẫn đang được thảo luận nha, vẫn chưa được là gọi là chính thức thêm vào trong cái nâng cấp đến cool sắp tới. Nhưng mà từ cái góc nhìn của một retail user thôi, tức là một người xài Lido Finance phổ thông thôi, thì anh nghĩ là cái đề xuất này nó có ảnh hưởng gì với cái, tức là cái độ hiệu quả của cái mục đích sự đề xuất ban đầu của họ, thì nó có lớn hay không, và liệu nó có kìm hãm được cái tốc độ bành trướng của Lido Finance trong thời gian tới hay không? Thì cái đề xuất 7514 này thì đó, như Nguyên nói, thực ra là cái bản chất của nó sẽ là làm tăng cái thời gian mà anh em cần phải đợi khi mà anh em muốn tham gia staking ở trên Ethereum. Như mình đã nói là hiện tại vẫn đang rất là nhiều validator muốn tham gia và vẫn đang ở trong một cái hàng chờ lên đến 21 ngày. Nhưng mà giả sử như cái EIP mà 7514 này nó được áp dụng thì cái thời gian chờ nó sẽ kéo dài ra thêm rất là nhiều, bởi vì nó sẽ giảm cái validator qua mỗi epoch, tức là về bản chất đó là tăng thời gian chờ lên thôi. Thì theo mình thì thực ra cái tác giả của cái đề xuất này á, thì trong nếu anh em đọc và anh em chú ý á, thì cái đề xuất này ở đầu đề xuất tác giả cũng có ghi đó là cái đề xuất này thì nó sẽ nhằm mà giảm cái tăng của validator của Ethereum á, đang ở mức cấp số nhân là một cái tạm thời và chờ đợi những cái giải pháp khác. Tức là về bản chất thì đây cũng theo cá nhân mình đánh giá đây cũng là một cái giải pháp tạm thời thôi, trong cái bối cảnh đó là số lượng validator tăng quá nhanh và đặc biệt là nó tập trung vào một đến hai giao thức, và cái tên đáng kể nhất đó là Lido Finance, khi hiện tại theo mình nhớ là cái lượng mà Ethereum đặt cọc qua Lido nó chiếm đâu đó khoảng 31-32% gì đó rồi, tức là gần như là 1/3 cái lượng Ethereum. Thì đây là một cái con số theo mình đánh giá khá là khủng khiếp, tại vì như mình đã nói sẽ có những cái thời điểm mà khi chúng ta phi tập trung thì chúng ta lại trở nên tập trung, và đây là một cái thời điểm nó là tương tự như vậy. Thì theo mình thì đây là một cái đề xuất mà nó cũng
theo mình nhé, theo cá nhân mình thì nó cũng sẽ tốt một ở một góc độ nào đó thôi, bởi vì nó sẽ giúp thứ nhất là giảm tải cho cái mạng của Ethereum, bởi vì khi mà cái mức đặt là staking trên ETH nó tăng lên thì trên thực tế cái lớp đồng thuận nó sẽ chịu một cái áp lực lớn hơn, và không hẳn là đồng ý là nó sẽ phi tập trung ở một góc độ nào đó hơn, nhưng mà cái chi phí giao dịch cũng như là cái độ quá tải của cái lớp đồng thuận nó sẽ tăng lên. Và bên cạnh đó thì khi mà cái phần thưởng về kinh tế cho các cái validator node nó sẽ có một cái sự tác động ở mức nhất định nào đó, tại vì càng nhiều validator thì cái phần thưởng nó lại càng giảm xuống. Và cá nhân mình thì mình chưa mình nhìn nhận nó là một cái yếu tố xét về mặt lâu dài thì nó sẽ không có nhiều cái động lực quá tốt cho Ethereum để mà duy trì những cái tay chơi lớn ở trong cái mạng này. Thì đó là về cái góc độ tốt đối với cái đề xuất này, nhưng mà cái đề xuất này thì nếu mà được áp dụng thì theo cá nhân mình thì nó cũng chỉ là một cái giải pháp ngắn hạn thôi, bởi vì khi mà người ta tham gia staking trên Ethereum thì cái quan trọng nhất là người ta quan tâm đến hai yếu tố thôi, đó là cái sự an toàn và cái lợi nhuận. Và còn cái thời gian đợi thì dĩ nhiên nếu mà thời gian đợi nó tăng từ 21 ngày đến 50 ngày, 60 ngày thì sẽ có những người ta sẽ không đợi được, đồng ý, nhưng mà nó sẽ không giảm tải đi được. Theo xét về mặt dài hạn thì cuối cùng validator node nó vẫn sẽ tăng lên chứ nó sẽ không giảm đi. Cho nên là cần một cái giải pháp khác nó mang tính kỹ thuật hơn, tại vì cái giải pháp này như em thấy chẳng qua là cái biện pháp để chúng ta câu giờ thôi, nói như bóng đá là câu giờ thôi, chứ còn về mặt kỹ thuật thì chúng ta nên đội ngũ của mình, nghĩ đội ngũ team dev về Ethereum nó cần phải có đưa ra những cái cập nhật nó mang tính giải quyết cái bản chất hơn là một cái cập nhật như vậy. Thực ra thì em nghĩ ở cái khía cạnh là làm giảm cái tốc độ tăng trưởng của validator thì nó cũng là một cái hay, tức là nó là một cái tích cực. Tuy nhiên á, là nếu mà xét về cái mục tiêu là để giảm thiểu cái ảnh hưởng lên Ladder Finance á, thì em nghĩ cái này thậm chí nó có thể làm trầm trọng cái vấn đề hơn, bởi vì chúng ta biết là các cái giao thức khác đi, ví dụ như là Rocket Pool đi, thì họ sẽ yêu cầu một cái tỷ lệ bond rate đâu đó khoảng 50%, tức là khi mà user người ta stake vào 32 Ethereum thì sẽ được một validator, đúng không? Thì khi mà user stake vào thì cái ông mà vận hành cái node ở trong cái giao thức liquid staking đó thì ông sẽ phải bỏ ra là 50% trong cái số đó, 50% trong cái số coi như là đặt cọc, hiểu nôm na là đặt cọc. Còn còn cái tỷ lệ bond rate này của Lido thì theo cái đề xuất mới nhất từ tháng 6 của họ thì cái tỷ lệ này nó chỉ là 1% thôi, và nó thấp khủng khiếp so với những cái giao thức khác. Thực ra thì nói đến đoạn này mình xin phép cắt lời Nguyên, mình thấy nó cũng không ổn lắm đâu. Nếu mà Lido với một cái mức Ethereum đang stake trong đó và duy trì một cái mức bond rate nó thấp như vậy thì cái tính an toàn của giao thức nó cũng có thể bị ảnh hưởng phần nào đó. Nhưng mà đổi lại thì cái giao thức nó sao? Thì đúng rồi, cái rào cản nó sẽ thấp hơn và người ta sẽ thích Lido hơn. Ok, đồng ý. Người ta sẽ có xu hướng là mở rộng nhanh hơn. Lido nó sẽ có xu hướng là mở rộng nhanh hơn. Và nếu như mà chúng ta giới hạn lại cái resort, cái nguồn cung về validator sau cái đề xuất 7514 á, mà những ông vận hành bên Lido lại có được cái lợi thế đó, thì có thể là người ta sẽ càng ưa chuộng hơn khi mà cái giới hạn nó được bo hẹp lại. Thì đây là một cái yếu tố mà có thể nó sẽ làm trầm trọng hơn cái vấn đề mà có thể là đội ngũ core dev họ đang muốn xử lý. Nhưng mà trong thực tế thì với cái incentive của thị trường thì người ta lại hành động ngược lại thì sao? Đó. Thì với lại có một cái yếu tố khác mà em thấy là Lido thì nó đang, tức là họ có cái xu hướng là triển khai ở trên layer 2 rất là sớm. Từ các cái tên như là Arbitrum hay là Optimism thì họ có cái xu hướng là, tức là họ chỉ triển khai một cái phiên bản wrap version của cái liquid staking token thôi, một cái phiên bản wrap thôi. Thì nó rủi ro thì chắc chắn là rủi ro về mặt kỹ thuật nó sẽ có, nhưng mà về cơ bản là họ sẽ có một cái điểm thu nhận cái liquidity, tức là thu nhận về cái thanh khoản ở trên những cái layer 2. Thì layer 2 chúng ta biết là được đón nhận rất là nhiều trong cộng đồng, thì Lido họ đã có những cái chiến lược để mở rộng ra các cái layer 2 rất là sớm từ trước, thì họ cũng ghi nhận được một cái lượng thanh khoản rất là lớn cho cái phiên bản liquid staking token của mình. Cái thanh khoản nó cũng là một cái rào cản rất là lớn đối với rất là nhiều những cái tên mà họ muốn cạnh tranh với Lido thời gian tới. Tại vì chúng ta biết là khi mà muốn convert từ một cái liquid staking này sang một cái liquid staking kia thì nếu như mà nó lệch
tỷ giá quá cao thì người ta không có nhu cầu, thì người ta convert qua những cái kia làm gì cả. Đó, mà còn chưa kể là cái tốc độ scale về mặt node operator của Lido thì nó còn được hưởng thêm một cái lợi thế về cái tỷ lệ bond rate nữa, thì có thể là cái đề xuất 7514 này nó sẽ làm nghiêm trọng hơn cái vấn đề đấy. Rồi thì nhắc đến liquid staking ha, thì không thể bỏ qua hai cái mạng mà rất là đáng chú ý, đó là stablecoin và một cái khái niệm nó cũng rất là mới lạ và nhiều anh em chắc cũng sẽ quan tâm là restaking. Tuy nhiên là chúng ta sẽ để dành restaking cho phần sau và nói về một cái mạng mà nó sẽ dễ hiểu và nó dễ chịu hơn một xíu, đó là cái liquid staking stablecoin. Thì nhiều người đang lo ngại là cái liquid staking stablecoin này á, nó sẽ là một cái rủi ro về mặt thanh khoản cho thị trường, tức là nhiều người ta thế chấp liquid staking token quá nhiều xong người ta vay ra stablecoin. Từ đó nó có thể tạo ra những cái rủi ro về mặt thanh lý và nhiều cái lo ngại liên quan đến thanh khoản khi mà có những cái biến động về giá nó diễn ra. Thì không biết là anh Person nghĩ như thế nào về những cái rủi ro này, và nếu mà có những cái lưu ý cho các cái retail investor khi mà muốn tiếp cận cái mạng thị trường này, thì anh lưu ý những cái gì từ những cái thông tin cũng như là những cái trải nghiệm của mình với các cái sản phẩm này ha? Cái mà stablecoin thì thực ra cũng khá là hot ở bên cái LSD Finance, tại vì về bản chất thì người ta đang dùng một cái tài sản thế chấp mà tạo ra lợi nhuận để thế chấp và tạo ra các stablecoin. Chính vì vậy thì khi mà chúng ta nắm giữ cái stablecoin đó thì bản chất là chúng ta có thể nhận được cái phần lợi nhuận do cái tài sản thế chấp mà tạo ra. Thì đây cũng là một ý tưởng theo mình mới thì cũng không hẳn là mới, nhưng mà nó khá là thú vị và nó đang đến vào được một trong những cái nhu cầu của người dùng, tức là sợ bị lạm phát và sợ việc nắm giữ stablecoin nó bị mất giá, thì cũng như là nhá, là tận dụng được cái market size rất là lớn của cái liquid staking token. Nó là một, nó như Libra hay Pendle đó, nó đang khai thác được cái này khá là tốt. Thì về rủi ro thì dĩ nhiên là có rồi, tại vì anh em cần phải hiểu đó là nhắc đến nói thêm chút là stablecoin dạng này thì bản chất nó cũng là một cái mô hình lending thôi, tương tự như MakerDAO. Và khi mà chúng ta nói đến lending thì chắc chắn là sẽ có rủi ro, tại vì chúng ta đang dùng đòn bẩy tài chính. Và nếu như anh em chưa quên những cái biến cố trước đây thì những cái đòn bẩy mà nó liên quan đến những cái đồng crypto lớn thì mà nó vẫn mang cái sự rủi ro khá là cao, thì khi mà chúng ta sử dụng những cái wrapped token ha, ở đây là liquid staking token đó, thì cái rủi ro nó còn cao hơn nữa, bởi vì cái những cái dạng liquid staking token như là STETH chẳng hạn hay là WBETH chẳng hạn, thì trên thực tế nếu mà để nói một cái từ chính xác về nó thì nó là những cái tài khoản mà những cái tài sản mà mang tính đó là thanh khoản ở mức trung bình và kém, cho nên là khi mà có xảy ra những cái sự cố mang tính thiên nga đen và những cái cú sụp đổ thị trường mà nó mang tính kiểu như crash out hoàn toàn á, thì anh em có thể mường tượng ra là cái tỷ lệ thế chấp ở trong những cái dạng lending pool như thế này nó sẽ giảm rất là nhanh, và cái vị thế của anh em nó sẽ tạo ra một cái cú thanh lý rất là mạnh, bởi vì về bản chất thanh lý của một vị thế vay thì người ta sẽ phải bán cái tài sản thế chấp và lấy về cái để trả cho khoản nợ, đúng không? Thì một cái sự cố thiên nga đen nó có thể khiến cho những cái đồng liquid staking token này nó rơi vào tình trạng mất thanh khoản và mất pet đó, thì đây là một cái rủi ro mà theo mình là cực kỳ nghiêm trọng đối với các cái giao thức liquid staking cũng như là với Ethereum. Và nghiêm trọng thì dĩ nhiên là bởi vì khi ví dụ như anh em đang có 10 tỷ đô ở trong Lido và anh em min ra 10 tỷ STETH, và khi đó khi có một cái sự cố nào đó khiến cho STETH mất pet, thì nó giống như câu chuyện của các cái stablecoin mà USDC, USDT thôi, thì khi đó thì nó sẽ rơi về ví dụ như 8 tỷ đô, 7 tỷ đô, thậm chí 5 tỷ đô, và chúng ta hoàn toàn không thể redeem lại được cái phần tiền mà đúng lý ra chúng ta sẽ nhận, và khi đó nó sẽ tạo ra một cái cuộc tháo chạy từ toàn bộ các cái mạng liquid staking. Và mình tin rằng lúc đó chắc là Ethereum và Vitalik chắc cũng nhức đầu luôn. Thì đây là một cái viễn cảnh, nói chung mình không muốn nó xảy ra đâu, nhưng mà chúng ta phải đề phòng, tại vì trước đây nó đã từng xảy ra đối với các cái giao thức và các cái hệ sinh thái khác rồi, thì rủi ro thì sẽ có ở đó, nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng chúng ta vẫn nên thử, tại vì nó cũng là một cái trải nghiệm mà theo mình là anh em sẽ khá là thú vị khi mà tham gia vào những cái giao thức. Nhưng mà
cần phải có, dĩ nhiên thôi, trong đầu tư mà chúng ta cần phải có một cái quản lý rủi ro phù hợp, và tức là mình sẽ phải duy trì cái tỷ trọng giữa cái liquid staking token với lại cái phiên bản ETH bình thường, cái phiên bản mà gọi là không có đính kèm lãi và nó không phải là dạng phái sinh ra từ cái lượng Ethereum đã được stake vào Bitcoin chain, thì chúng ta cần có một cái cân bằng như vậy để giảm thiểu những cái rủi ro. Tại vì chúng ta cũng, tức là chúng ta ý thức được là cái smart contract vẫn sẽ backing là một Ethereum được stake vào Bitcoin chain, thì nó sẽ tương ứng với lại một cái phiên bản liquid staking token nó được mint ra. Thì khi mà cái tỷ lệ 1:1 đó được đảm bảo thì không sao cả, tức là kể cả khi mà nó bị sự cố về thanh khoản, nó bị mất back, thì vẫn sẽ có những cái đơn vị họ muốn arbitrage. Nhưng mà có những cái rủi ro ví dụ như liên quan đến smart contract chẳng hạn, và nó khiến cho cái tỷ lệ 1:1 nó không được đảm bảo, thì lúc đó cái bài toán, cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ xảy ra, cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ khác. Còn nếu như mà nó đảm bảo 1:1 và nó vẫn an toàn thì không sao cả, chúng ta không lo ngại quá nhiều về cái câu chuyện là thanh khoản nó có hơi phập phồng một xíu và nó không có suýt soát, nó không được tỷ giá 1:1, thì cái này thì có thể chấp nhận được, tại vì lúc đó luôn luôn sẽ có một cái lực họ buyback này, họ kéo back về. Thì thì nói đi nói lại thì chúng ta sẽ cần phải có một cái tỷ lệ quản lý giữa hai cái dạng này một cách nó gọi là nó phù hợp với cái khẩu vị rủi ro của mình. Vì chúng ta biết là ví dụ như những cái dạng Ethereum mà thuần túy, cái phiên bản Ethereum thuần túy mà chúng ta có thể dApp vào trong lending chẳng hạn, thì nó vẫn có lãi, nó vẫn có đâu lắm 1-2% lãi gì đó trên các cái platform lending, thì đâu đó chúng ta sẽ phân tán được rủi ro ra, thay vì là chúng ta chày cối staking vào trong Lido, thì Lido hoặc những cái liquid staking protocol khác, thì bây giờ cái lãi nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái mức độ sôi động ở trên blockchain rồi, thì nó cũng giảm đâu đó về tầm 3.5% rồi, thì nó cũng suýt sát với nhau, thì mình có thể cân nhắc để mình phân bổ ra để giảm thiểu những cái rủi ro. Thì đó là một vài cái chia sẻ liên quan đến cái câu chuyện liên quan đến liquid staking token và các cái stablecoin. Ok, chúng ta sẽ nói về một cái từ khóa này, nó chắc chắn sẽ nhiều anh em quan tâm, tại vì nó rất là lạ và phải thú nhận là tất cả chúng ta đều vẫn đang phải mò đường và tìm hiểu do xem là nó là cái gì. Đó là cái restaking, và cụ thể là cái Eigenlayer, một cái dự án mà nhiều anh em chắc là cũng quan tâm, tại vì rất là nhiều tin đồn liên quan đến retro, tặng thưởng cho người dùng. Thì nhiều người cũng nói thẳng ra là cũng ở trên Twitter, thì nếu anh em lướt thì cũng gọi cái này là Ponzi rất là nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ không tiếp cận cái dự án này dưới cái góc độ là nó là Ponzi hay không, mà em nghĩ là cái cách tiếp cận tốt hơn đó là chúng ta hỏi là cái Eigenlayer này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề gì, trước khi chúng ta trả lời cái câu hỏi khá là nhạy cảm ở phía trước. Vậy thì từ góc nhìn của anh Poseidon và từ những cái thông tin mà anh có thể lượm nhặt được đi, thì Eigenlayer nó đang giải quyết cái vấn đề gì cho bản thân hệ sinh thái Ethereum và cái các cái hệ sinh thái blockchain khác? Thì thực ra cái khái niệm restaking này như Nguyên nói nó cũng khá là mới, và có thể xem Eigenlayer nó cũng là một cái dự án, nói chung là có thể nói là đầu tiên giới thiệu cái giải pháp restaking này. Và về bản chất thì cái restaking này anh em có thể hiểu đó là thông qua cái smart contract của Eigenlayer thì người dùng có thể sử dụng lại cái ETH mà người ta đã staking trên Ethereum, hoặc là staking qua các cái giao thức liquid staking để restaking và cung cấp cái bảo mật cho các cái giao thức sử dụng cái dịch vụ của Eigenlayer. Và từ đó thì nó, thứ nhất là nó tối đa hóa cái lợi ích cho những cái người đang nắm giữ ETH, tức là có thể tạo ra nhiều cái lợi nhuận hơn thông qua cái việc đó là restaking, và đồng thời nó cũng giúp giải quyết vấn đề từ phía các cái dự án sử dụng dịch vụ của Eigenlayer, thì tức là người ta mong muốn nhận được một cái bảo mật tốt hơn, là đó chính là cái bảo mật trực tiếp từ cái lượng ETH ở trên cái lớp đồng thuận của Ethereum, thay vì là người ta phải bỏ chi phí công sức ra xây dựng một cái trust network riêng, và chưa hẳn là nó đã tốt. Thì về bản chất nó chỉ là cái câu chuyện nó đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên thì mình, thì cá nhân mình thì mình chưa thấy cái mô hình này nó có tính Ponzi, tại vì thực ra cái việc mà restaking thì nó chẳng qua là nó như là một
cái giao thức mà có thể tái sử dụng cái LST cũng như là cái Ethereum trên mạng lưới của ETH thôi. Và cái việc mà nó tạo ra cái yield thì thực ra nó không đủ hấp, không kiểu như không quá kiểu cao để mà chúng ta đánh giá nó là cái Ponzi á, và mình cũng chưa thấy cái một cái flywheel nào nó mang tính là khuyến khích người dùng tham gia cái agent layer này để mà kiếm tiền một cách, kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng dựa trên cái mô hình Ponzi, mà chủ yếu người ta theo mình TVL mà nó đang thu hút được thì chủ yếu là đến từ những cái chính bản thân nó đưa lại thôi, tức là bởi vì nó đang tạo ra thêm cái chia cho cái LST, và đồng thời là nó cũng đang hứa hẹn một cái cơ hội retroactive, đúng không? Không có cái gì tuyệt vời, không có cái phương pháp marketing nào tuyệt vời bằng cái chữ retroactive, đúng không? Từ khắc thanh khoản nó sẽ tới thôi. Thì đó là cái một số cái mà mình muốn chia sẻ về agent layer. Thực ra thì em nghĩ là nếu như mà nó hỗ trợ các cái dự án khác giải quyết được cái vấn đề là, tức là mình đứng ở cái cạnh là bài toán business nha, là nếu như mà nó hỗ trợ cho các dự án khác giải quyết được cái vấn đề xác thực và họ vượt qua được những cái rào cản đầu tiên trong cái khâu mà thiết lập một cái mạng lưới nó đủ lớn để xác thực á, thì về cơ bản là cái đó nó cũng có use case, và cái dòng tiền mà các cái dự án mà họ cần cái dịch vụ này họ trả ngược lại cho Eigenlayer để Eigenlayer họ phân phối lại cho những người đã delegate, đã gọi là đã ủy thác cái lượng Ethereum của họ cho Eigenlayer, thì cái dòng tiền này về cơ bản là nó vẫn đến từ một cái hoạt động và một cái dịch vụ đó. Thì nếu mà nói là Ponzi ở cái khúc này á thì cũng chưa hợp lý lắm cá nhân em, nhưng mà là cái vấn đề nếu mà chúng ta xét ở cái khía cạnh kỹ thuật á, thì về bản thân cái giải pháp kỹ thuật này thì nó cũng đang rất là gây nhiều tranh cãi, và kể cả Vitalik thì cũng đã có những cái chia sẻ liên quan đến cái cấu trúc này, tức là nó làm phức tạp hóa cái hệ thống của Ethereum và nó làm quá nhiều lớp đè chồng lên nhau. Eigenlayer thì thậm chí họ còn có cái tham vọng là họ mở rộng ra nhiều cái dịch vụ khác nữa cơ, chúng ta biết là có data availability này, rồi Oracle này, rồi sắp tới họ còn lấn sân sang cái mạng gọi là họ build những cái relay cho MEV nữa, MEV Boost nữa. Thì nó sẽ hơi phức tạp một xíu. Thì có thể cái chỗ này là chúng ta sẽ cần phải theo dõi liên quan đến cái sản phẩm của họ, kỹ thuật nó có chồng chéo hay nó có rủi ro gì hay không. Còn nếu như mà ví dụ như họ, cái bài toán kinh doanh của họ là họ cung cấp cái dịch vụ xác thực cho những cái chain khác mà họ kiếm cái dòng tiền về, thì em nghĩ là nó cũng ok, nó cũng không phát sinh quá nhiều vấn đề. Thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc tập DeFi discussion này bằng những cái dự phóng đi. Tại vì chúng ta biết là nâng cấp Dancoin thì cũng sắp đến gần rồi, mặc dù là nó cũng hơi delay một xíu, nó cũng hơi dài một xíu, nhưng mà cái nâng cấp Dancoin nó cũng sắp đến gần, và rất là nhiều những cái thay đổi, những cái tác động lớn, không những là riêng cho hệ sinh thái Ethereum mà còn là riêng rất nhiều những cái dự án đang hoạt động trong cái mạng liquid staking nữa. Thì chắc là một vài cái nhận định của anh Poseidon liên quan đến cái bối cảnh của thị trường liquid staking sau cái nâng cấp Dancoin, thì không biết là những cái nhận định của anh là như thế nào sau cái nâng cấp khá là quan trọng này của Ethereum. Thì nâng cấp Dancoin nó chi tiết nó như thế nào thì anh em có thể tìm hiểu ở trên cái blog của Coin68, mà tụi mình cũng có những cái bài khá chi tiết. Thì nói tóm gọn lại thì Dancoin nó sẽ giúp đưa tới một cái cập nhật quan trọng, đó là nó sẽ cho phép là chia nhỏ cái dữ liệu ở trên Ethereum ra để người ta có thể xử lý một cách hiệu quả hơn, và từ đó nó sẽ giảm cái chi phí cho layer 1 là Ethereum nói chung và các cái layer 2 nói riêng. Đó thì anh em có thể hiểu cái đơn giản như vậy. Thì với một cái cập nhật nó mang tính thêm một lần nữa, đó là giảm chi phí thông qua những cái yếu tố kỹ thuật, thì mình nghĩ rằng trong thời gian tới nếu như cái cập nhật này thành công và không có vấn đề gì thì đây là một cái cập nhật mang tính win-win thôi, và Ethereum đầu như Ethereum nó sẽ hưởng lợi, đó là cái điều chắc chắn rồi, bởi vì nó đã làm nhẹ đi blockchain khá là nhiều và từ đó giúp cho giao dịch xử lý tốt nhanh hơn và phí cho người dùng rẻ hơn. Và cái ông hưởng lợi tiếp theo thì chắc chắn là các cái layer 2, khi mà cái phí con data, đúng không, phí con data từ layer 2 về layer 1 nó được giảm đi khá là nhiều, và từ đó anh em có thể hiểu cái phí con data này nó là cái chi phí của các cái layer 2 nó phải bỏ ra để cho nó xử lý giao dịch cho người dùng á. Thì khi mà cái chi phí giảm đi thì rõ ràng lợi nhuận thu về cho các cái layer 2 nó sẽ tốt lên, và đây là một cái
cái yếu tố nó khá là quan trọng, tại vì dự án nào cũng sẽ hoạt động mà và tồn tại và phát triển là dựa vào cái dòng tiền, cho nên là với cái việc mà cắt giảm được cái chi phí như vậy thì mình tin rằng Layer 2 nó sẽ trong thời gian tới những cái thằng mà nó đang có lợi thế trong cái mạng là Layer 2 như là Arbitrum hay là Optimism thì nó sẽ có những cái bước bùng nổ theo mình nó khá là đáng kể, và nó sẽ thu hút thêm những cái người dùng và những cái dự án mới đến với nó. Thì đó là một số cái dự phóng của mình. Có một cái thắc mắc nhỏ thôi, tức là chúng ta biết là sau cái Cardano thì các cái hệ sinh thái Layer 2 thì nó sẽ được giảm phí rất nhiều và có thể nó sẽ thu hút một lượng user đổ lên đây rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà vậy thì cái lượng fee thu về cho Layer 1 thì liệu nó sẽ bị ảnh hưởng hay không? Và từ cái câu chuyện fee nó có bị ảnh hưởng hay không thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái yield mà các cái liquid staking protocol họ sẽ thu về và họ phân phối lại cho người dùng á. Thì anh nghĩ như thế nào về cái bối cảnh này, tức là cái hiện trạng khi mà người dùng đổ xô lên L2 nhiều hơn sau cái Dancoin này? Thực ra thì mình nghĩ là Ethereum nó vẫn là một hệ sinh thái, nó sẽ có cái vị thế riêng và sẽ có cái tiệm người dùng riêng. Bây giờ thực ra các cái Layer 2, cái câu chuyện mà phí của Layer 2 thì chúng ta đã biết rất rẻ rồi, và cái việc mà cắt giảm cái chi phí nó làm tăng lợi nhuận đó, thì nó cũng sẽ, anh em cũng sẽ không cảm nhận được cái việc mà chi phí nó rẻ hơn ở trong các cái Layer 2 đâu, tại vì thực ra hiện tại bây giờ nó cũng đã tương đối là rẻ rồi và hầu như chúng ta cũng chẳng để ý khi mà chúng ta giao dịch. Nhưng mà anh em thấy mặc dù phí giao dịch rẻ nhưng mà Layer 2 nó vẫn chỉ là Layer 2 và Ethereum thì nó vẫn là một cái Layer 1 và nó vẫn chiếm hầu như là spotlight của toàn bộ thị trường. Và mình tin rằng cái vấn đề ở đây không phải là câu chuyện về phí nữa, tại vì Ethereum nó là một cái kiểu như nó là một cái hệ tư tưởng á, và anh em thấy rằng người ta luôn luôn nói như kiểu là một cái DApp trên Ethereum và phần còn lại, hay là NFT trên Ethereum và phần còn lại, nó kiểu như vậy rồi. Và mình tin rằng Layer 2 và các cái EVM blockchain khác hay là non EVM blockchain khác nó đang phát triển thì thực ra nó sẽ vẫn có vị thế riêng và nó sẽ có những cái lợi thế cạnh tranh riêng thôi, ví dụ như là về GameFi, về NFT hay là về một số cái mạng khác. Nhưng mà để mà mình mà lo ngại là chi phí rẻ và tốc độ giao dịch nhanh mà để lấy thị phần của Ethereum tại cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là chưa, và theo mình thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đâu. Còn về câu chuyện mà giảm mà cái phí á, Nguyên có nói là câu chuyện mà giảm cái chi phí thì giảm gear, thì theo mình thực ra là chúng ta phải nói một cái góc độ ngược lại nữa, tức là cái Dancoin này như mình nói là ngoài cái lợi cho Layer 2 thì nó vẫn có giảm phí cho Ethereum, và khi mà Ethereum giảm phí và những cái hiệu suất giao dịch tốt hơn đó, thì cũng sẽ khuyến khích cái người dùng trên Ethereum giao dịch nhiều hơn. Và mặc dù giảm phí nhưng mà lại tăng tần suất giao dịch thì cái bản chất cái việc mà cái yield thu được của các cái liquid staking thì nó, mình nghĩ là nó vẫn sẽ ổn định và nó tạm thời nó sẽ không có cái tác động quá nhiều. Nó vẫn sẽ là một cái cập nhật mang tính win-win cho hai cái layer, bởi vì mỗi cái layer thì nó sẽ có những cái mục đích sử dụng riêng của nó. Rồi thì mình nghĩ là cái tập tuần này á, sẽ khá là nặng về kỹ thuật và sẽ cần rất là nhiều những cái research thêm để chúng ta có thể thực sự là biết rõ được câu trả lời cho những cái câu hỏi mà chúng ta thảo luận ở trong cái tập tuần này. Thì hy vọng là DeFi Discussion tuần này đâu đó vẫn sẽ mang lại cho anh em những cái gợi mở, những cái cảm hứng, những cái từ khóa để có thể tiếp tục tự đặt ra thêm những câu hỏi thú vị hơn cho mình ở trong cái hành trình để tìm hiểu một cái thị trường nó cũng đang gọi là nó đang mở rộng, nó đang nở ra từng ngày. Thì hy vọng là DeFi Discussion tuần này vẫn làm được cái nhiệm vụ đó. Và cảm ơn anh Vosanen rất nhiều đã dành thời gian đến với tập podcast tuần này. Thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Vosanen gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Rồi thì cái podcast tuần này nó cũng, thực ra nó cũng là khá là thú vị đó. Và nếu như anh em mà có một số cái khái niệm hay là cập nhật anh em chưa hiểu thêm thì anh em có thể tìm hiểu thông qua cái những cái bài viết của Coin số 8. Mình thấy là anh em trong đội ngũ cũng đã viết rất là nhiều bài chi tiết, và nếu mà vẫn chưa hiểu nữa thì anh em có thể thảo luận ở trong các cái cộng đồng của tụi mình như là Formosa PN hay là 68 Trading, thì tụi mình sẽ cố gắng đưa ra những cái giải đáp chi tiết nhất dựa trên cái hiểu biết của tụi mình. Và cũng cảm ơn Nguyên đã mời mình tham gia cái buổi podcast này. Và ok, thì chắc là cũng đến lúc là tạm biệt anh em rồi, và hẹn anh em trong các cái buổi tiếp theo ha. Rồi, ok.
Cảm ơn anh Poseidon một lần nữa và cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho DeFi Discussion lần này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi anh em ha. Rồi, bye bye anh em.